Bạn Kim Thanh có hỏi: Chào nhà thuốc, ba em bị ung thư đại trực tràng và bị di căn qua phổi, có đi truyền hóa chất nhưng không bớt. Nhà thuốc cho em hỏi là bệnh như vậy thì nên uống những cây thuốc nam nào? Chào bạn, về cơ bản thì hiện nay vẫn chưa có phương pháp nào đặc trị được bệnh ung thư. Tuy vậy thì chúng ta vẫn có thể hỗ trợ điều trị bằng các phương pháp hiện đại và y học cổ truyền. Trường hợp của ba bạn là đã áp dụng điều trị bằng các phương pháp hiện đại nhưng không có tiến triển. Bạn có thể kết hợp điều trị bệnh bằng các phương pháp dân gian. Đối với bệnh ung thư đại trực tràng đã di căn qua phổi thì hiện nay nhà thuốc đang áp dụng điều trị bệnh từ các loại cây thuốc dân gian, đó là bài thuốc từ cây xạ đen với thành phần chính là cây xạ đen, cây bán chi li, cây bạch hoa xà thiệt thảo và cây bồ công anh. Bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn cụ thể hơn ạ.